thay đổi. Không có ai, phải hành động nhanh thôi. Ôi trộm, ôi bà con ơi, có trộm. Hả? Không, không. Mình đâu có muốn làm cái thằng trộm cắp để người ta đánh đuổi thế này chứ. Giá như ba mẹ còn sống, giá như mình được học hành thì đâu đến nỗi. Đằng nào mình cũng không thể sống ở làng được nữa. Mình phải rời làng mà tìm chốn nương thân thôi. Tuất đâu? Lại đây ông Bảo. Dạ bẩm, ông cho gọi con. Đúng vậy, hôm nay ta có ông bạn ở nơi xa đến chơi. Người đi ra chợ mua ít thịt bò với ít rau về xào đãi khách. Nhớ mua miếng thịt ngon ngon ấy. Dạ vâng ạ, con chào ông, con đi. Đúng là hiếm có thằng đi ở nào mà lại ngoan và chăm chỉ như nó. Dạ bẩm ông, con đi chợ, trên đường về thấy người bán hũ rượu ngon, con mua về để ông đãi khách ạ. À. Khá lắm. Đó, thằng ở mà tôi nói với ông lúc nãy đó. Ông cho mày lui, xuống bếp chuẩn bị nấu nướng đi nhé. Chắc chắn là nó rồi, thằng ăn trộm. Ăn trộm nào? Đó là thằng Tuất, thằng ở nhà tôi. Hiền lành, tử tế mà chăm chỉ lắm. Tôi còn định gả con gái út cho nó đó. Cái gì? Không được. Ông có lầm không đấy? Ông nghe tôi kể nè. Có chuyện ấy à? Chết thật. Nhưng mà nó ở với tôi đã lâu, tôi không chê trách nó điều gì. Có lẽ nó đã thay đổi rồi ông à. Bản chất mà làm sao thay đổi được? Tôi không tin. Tốt nhất là ông cứ đuổi nó đi. Không, tôi không nỡ làm thế. Lỡ nó đã thay đổi thì tội cho nó lắm. Hay là để cho tỏ tường, ông thử làm cách này xem. Tuất, ra ông Bảo. Dạ. Ở đây có con gà luộc, ta chuẩn bị mang sang biếu ông lý trưởng. Con đem vào bếp gói ghém cẩn thận cho kín đáo nhé. Dạ vâng ạ. Trời, sao lại có vàng ở đây? Đó, ông thấy chưa? Tôi đã nói mà. Thưa ông, con có chuyện riêng muốn thưa với ông. Chuyện gì? Ông bạn ta đây cũng như người già, có gì cứ nói đi. Dạ, thưa ông, hồi nãy gói ghém con gà, con thấy có đồng tiền vàng rơi ra từ bụng nó. Không biết... Dạ, con không biết ông để quên tiền hay khi mua gà đã có vàng trong đó, vì vậy con mang vào trình ông. Đúng là ta đản trí, quên tiền trong con gà thật. May mà con phát hiện được. Nhưng thôi, đồng tiền đó ta thưởng cho con. Dạ, con không dám. Sao lại không dám? Dạ, đời con đã lắm gian truân. Con đã tự hứa không bao giờ lấy bất kỳ cái gì của ai. Ta biết, nhưng đây là ta cho con. Con xứng đáng mà, hãy nhận lấy đi. Thôi, vào chuẩn bị để ta còn sang nhà ông Lý. Dạ, con cảm ơn ông. Đó, ông thấy chưa? Ai bảo bản chất con người không thể thay đổi. Nhưng tôi thì tôi vẫn tin vào bản chất lương thiện của con người cậu ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Bản chất xấu thì khó thay đổi lắm. Nhưng trong trường hợp này, bản chất anh ta là lương thiện. Những việc xấu trước đây chẳng qua là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi. Thì hiểu như ông cũng đúng. Người bán quạt may mắn.
Tiết xuân sang, gió mát rộn ràng, thoảng trong nắng, hương hoa miên man. Thưa lão gia, kinh thành vừa phái người đến báo, quan thượng cho mời ngài 3 ngày tới vào cung thưởng trà và ngâm thơ cùng người ạ. 3 ngày tới à? Gấp vậy sao? Mà ta vừa gặp hoàng thượng tuần trước, sao không thấy hoàng thượng nhắc tới việc này nhỉ? Chắc hoàng thượng mê thơ của ngài quá, nên mới gặp đã muốn gặp tiếp rồi. Ai bảo ngài là nhà thơ Dương Triều nổi tiếng nhất cả xứ Bắc này làm chi? Hey, lệnh vua đã ban thì ta đành phải nghe theo thôi. Ông mau sắp xếp để lát nữa ta lên đường luôn. Sao vội thế ạ? Từ đây lên kinh thành cũng chỉ đi hết 1 ngày đường. Ngài cứ thư thư rồi mai khởi hành cũng được mà. À, ta muốn nhân tiện đi Ngao Du một chuyến để ngắm cảnh thiên nhiên thôi. Ông hãy cứ làm theo lời ta dặn đi. Vâng, thưa lão gia. Dương quản gia, đến đầu làng, ông hãy dừng xe lại. Ta muốn đi bộ một vòng quanh làng này. Vậy để tôi đi cùng lão gia. Không cần đâu, ông thích đi đâu thì cứ đi đi. Chúng ta cứ hẹn nhau, trước khi mặt trời mọc thì gặp nhau tại cây đa đầu làng. Vâng, thưa lão gia. Chà, không khí nơi đây thật là trong lành quá. Nếu như có thể ở lại đây vài ngày, chắc chắn mình sẽ rất có hứng để sáng tác thi ca. Ai mua quạt đây? Ồ, bán quạt sao? Thử lại đó xem sao mới được. Ai mua quạt không? Quạt thủ công nhà làm, vừa mát vừa rẻ đây. Bà ơi, bà bán quạt sao? Vâng, mời anh chọn quạt. Quạt này là con trai tôi làm đi. Anh mua đi, rẻ và mát lắm. Là con trai của bà làm sao? Sao anh ấy không đi bán mà để bà phải bán thế này? Nó còn phải làm việc khác nặng nhọc hơn. Việc bán quạt này có phải khổ sở gì đâu. Nhà tôi khó khăn lắm, nên hai mẹ con đều phải chăm chỉ làm việc mới đủ ăn được. Đúng là rất mát, xòe ra rất nhẹ tay. Bà bán cho tôi 1 chiếc nhé. Bao nhiêu tiền thế? Dạ, cảm ơn ông. Chỉ 1 đồng thôi ạ. Quạt vừa rẻ vừa đẹp như thế này, chắc bà bán đắt hàng lắm hả? Nói lại buồn. Bình thường ngày nào tôi cũng bán được 5-7 cái, cũng đủ tiền cơm nước. Nhưng hôm nay ngồi từ sáng đến giờ mới bán được cái đầu tiên cho anh. Nghe nói trong làng có hàng quạt mới, họ làm công nghệ mới nên mẫu mã đẹp và thu hút khách nhiều lắm. Bảo sao quạt của tôi ê ẩm. Thế này chắc mẹ con tôi hôm nay phải ăn cháo trừ bữa mất. À, mà tôi từ xa tới đây, còn mỗi 1 đồng thì mua quạt cho bà rồi. Bà có gì ăn không? Cho tôi xin 1 chút, tôi đói quá. Sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Ôi, thế ra tiền ăn của anh dành để mua quạt cho tôi hết rồi à? Thật ngại quá. Thôi, tôi không lấy tiền của anh đâu. Tôi tặng anh chiếc quạt đó đó. Ờ, thế sao được? Tôi đã mua quạt rồi, sao có thể không trả tiền cho bà chứ? Hơn nữa, từ sáng tới giờ bà đã bán được cái nào đâu. Tôi không thể nhận được. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi. Nhưng tôi không bán được chỗ quạt này thì vẫn còn 1 ít gạo ở nhà để nấu cháo. Còn anh chỉ còn 1 đồng cuối cùng thôi. Anh đi đường xa xa xôi nên giữ lấy mà phòng thân. Nhưng 1 đồng cũng đâu mua được gì đâu. Tôi nhịn 1 ngày rồi lên kinh thành gặp người bà con là ổn ngay đấy mà. Bà cứ cầm lấy đi. Cũng phải, đi ăn cơm bên ngoài cũng chẳng được. À, hay là tôi còn phần cơm trưa này, anh không chê thì ăn đi. Làm thế sao được?
Nếu tôi ăn thì bà ăn bằng gì đây? Tôi không sao, nhà tôi ở ngay đây. Đói quá thì chiều tôi về nhà ăn tạm củ khoai, củ sắn là được. Còn anh, trong người không có tiền thì biết ăn gì? Mà không ăn sao có sức đi tiếp? Đây, cơm canh đạm bạc thôi, nhưng cũng ngon đáo để đấy. Ăn đi. Bà tốt quá, cảm ơn bà nhé. Có gì đâu mà ơn với Huệ. Anh ăn xong thì cứ để túi đó cho tôi. Tôi chợp mắt một lát đây, ngồi cả ngày nay đau lưng quá. Vâng, bà nghỉ đi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà. Thôi chết, định chợp mắt một tí thôi mà ngủ quên mất. Anh vẫn chưa đi sao? Tôi sợ trong lúc bà ngủ sẽ không ai trông hàng nên nán lại một chút. Giờ bà tỉnh rồi thì tôi yên tâm đi rồi. Ôi trời, thế là anh ở đây nãy giờ để trông hàng cho tôi sao? Thật ngại quá. Ôi trời ơi, quạt của tôi sao lại thế này? Là ai đã làm chuyện này? Là tôi đó. Trời, là anh ư? Sao lại làm thế hả? Tôi có thù oan gì với anh mà lại vẽ bậy hết lên quạt của tôi thế này? Giờ trông cái nào cái nấy lem luôn, tôi còn bán được cho ai chứ? Bà không biết chữ ư? Đây là... Từ bé tới giờ tôi có được học hành gì đâu mà biết chữ. Mà tôi không cần biết đó là chữ gì. Anh vẽ bậy lên quạt của tôi thế này, tôi biết bán cho ai chứ? Trời ơi là trời. Ê, tôi làm vậy để giúp bà đó. Giúp tôi ư? Bà chờ xem, chỉ một lát nữa thôi là mọi người sẽ tranh nhau đến mua quạt của bà. Hả? Thật thế ư? Anh không lừa tôi đấy chứ? Bà yên tâm, nếu không ai mua quạt của bà, tôi sẽ mua hết. Mọi người ơi, ở đây có bán quạt. Trên quạt có bút tích của nhà thơ Dương Triều. Mau lại đây mua đi. Anh ta nói gì vậy? Nhà thơ Vương Triều là ai chứ? Rõ ràng những chữ đó là anh ta viết lên mà. Lẽ nào... Kìa, đằng kia nói có bán quạt có bút tích của nhà thơ Dương Triều. Không biết có thật không? Mau lại xem đi. Ồ, nếu đúng như vậy thì thật tuyệt quá. Nhà thơ Dương Triều rất nổi tiếng, đến hoàng thượng còn nể trọng tài thi ca của ông ta. Có được bài thơ cho đích thân ông ấy viết thì còn gì bằng nữa. Ui, thơ của Vương Triều à? Tôi ngưỡng mộ ông ấy lâu lắm rồi, nằm mơ cũng chẳng nghĩ sẽ được cầm tận tay bút tích của ông ấy đấy. Ai ơi có ghé hàng quạt chơi, quạt này mang gió mát thảnh thơi. Quạt này đậm hơi ấm tình người, mát ngoài trong ấm chớ buông lơi. Hay, hay quá. Nhưng liệu có đúng là bút tích của nhà thơ Dương Triều thật không? Tôi đã từng nhìn thấy bút tích của ngài ấy trong một cuốn sách. Rất giống nha, nhưng để khẳng định thì hơi khó. Phải đấy, tại sao bà lão nghèo này lại có được bút tích quý giá ấy chứ? Đây là tập thơ của nhà thơ Dương Triều. Nếu các anh không tin, có thể mở ra để so sánh xem có đúng là bút tích của ngài ấy thật không. Đúng rồi, nét chữ y hệt nhau, đúng là của nhà thơ Dương Triều rồi. Tôi đảm bảo không ở đâu các anh có thể mua được chiếc quạt quý giá như thế này với giá 5 đồng đâu. Có thơ Dương Triều treo trong nhà, khác gì báu vật đâu cơ chứ. Ồ, chỉ có 5 đồng thôi sao? Vậy tôi mua 2 cái nha. Tôi cũng mua 2 cái. Chuyện này là sao? Anh chính là nhà thơ. Kìa, bà mau bán hàng đi, kẻo đông quá không kịp tiếp khách bây giờ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi muốn mua quạt của nhà thơ Vương Triều. Tôi cũng muốn mua.
Tôi mua nữa. Quả báo. Cảm ơn ông, lần sau lại ghé mua gỗ nhé. Nếu gỗ tốt thì tôi sẽ mua dài dài. Ông cứ khéo lo, tất nhiên là gỗ tốt rồi, cứ yên tâm về mà dùng. 1, 2, 3, bán một xe gỗ mà lãi những 200 đồng, mình sắp giàu to rồi. Công nhận, chưa thấy ai thông minh như mình, sao có thể nghĩ ra cách làm ăn hay thế chứ. Thằng Dậu đâu? Dạ, ông cho gọi con ạ. À, chuẩn bị đồ đạc và xe ngựa, chiều nay tao với mày vào rừng lấy gỗ nhé, sắp hết rồi. Sao ạ? Chiều nay lại đi nữa ạ? Ông vừa mới đi được 3 ngày thôi mà. Việc của mày à, không chăm chỉ đi lấy hàng thì bán kiểu gì? Nhưng con thấy gỗ đó đâu có tốt mà ông cứ lấy suốt vậy. Mà phải đi xa tích vào sâu trong rừng nữa, thiếu gì mối tốt hơn hả ông? Ui da, đồ ngu, tao phải mất bao công sức mới tìm ra chỗ này đấy. Rẻ hơn so với chỗ khác mấy lần, có thế bán lại mới lãi chứ. Thì gỗ xấu nó lại chẳng rẻ. Nói thật với ông, gỗ đấy chỉ dùng làm củi đun, bén lửa thì nhanh phải biết. Chứ bán cho người ta dựng cột xây nhà, vài ngày mối mọt, sập nhà, phải tội lắm ông ạ. À, hừ, mày không phải lo cho thiên hạ, nhưng làm thế khác nào lừa người ta. Mà gỗ xấu bán với giá cao ngất ngưỡng, thật đức lắm ông ơi. Mày không nói thì ai biết đấy là đâu, mà tao cần mày dạy à. Nhưng thôi biến đi, việc của mày là đi theo tao, không phải nói nhiều. Ai, buồn ngủ quá, ông chủ này đúng là quá đáng. Nửa đêm rồi còn bắt mình đi sắc thuốc, bao giờ mới được đi ngủ đây? Phải ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo mới được. Cháy, cháy nhà, cháy nhà, bà con ơi. Cháy, cháy ở đâu? Mau, mau dập lửa, không cháy hết nhà tao bây giờ. Loại gỗ này kém lắm, không chắc, chỉ được cái bén lửa. Con đã nhắc ông rồi mà ông không nghe, bây giờ thì cháy hết rồi. Trời ơi là trời, gỗ ơi, mày hại tao rồi. Bài học từ thuở ấu thơ. Đến giờ ba về rồi. Hôm nay thứ bảy, ba sẽ đưa mình đi siêu thị và mua kẹo cho mình đây. Con chào ba. Con đứng đấy từ bao giờ thế? Vào nhà đi, đang có gió mùa đông bắc đấy. Dạ. Ba ơi, có gió mùa đông bắc, ba có cho con đi siêu thị không ạ? À? Không sao, con mặc áo ấm vào là được. Ôi, thích quá, ba cho con. Có điện thoại. Đợi ba chút nha. Mặc áo vào ba đưa đi siêu thị nhé. Ba ơi. Gì thế con? Mau lên con, lát nữa ba còn phải tạt qua cơ quan có việc đột xuất. Dạ. Mình có nên hỏi xin ba không nhỉ? Đứng yên đó, đừng chạy đi đâu đấy. Đợi ba nghe điện thoại đã. Xem ra ba không còn nhớ đến việc mua kẹo cho mình nữa rồi. Ba không cho thì mình sẽ tự lấy chiếc kẹo.
cũng có kẹo để ăn. Nè, còn có gì trong miệng thế? Ba hỏi, sao con không trả lời? Kẹo, kẹo muốt ạ. Ở đâu ra kẹo? Trong siêu thị ạ. Nhưng là tại ba không cho. Vào nói với họ con đã làm gì và trả tiền cho cái kẹo đó mau lên. Ba bảo đi vào, nếu không ba cho con ở đây luôn đấy. Đúng là ba không thương mình nữa rồi. Ngày hôm sau, từ sáng đến giờ mẹ đã dọn phòng mấy lần mà con lại bới tung lên rồi. Mẹ đã nói chơi xong phải cất gọn đồ chơi vào cơ mà. Con có làm gì đâu ạ. Lại còn cãi nữa, không con thì còn ai vào đây. Dạo này biết cãi bướng rồi đó. Mẹ nói thì con phải biết dọn đi, chứ lại còn khóc gì nữa. Con hư quá rồi đấy. Mẹ phải mách ba cho con một trận đòn nên thân thì con mới chừa được cái tính cãi bướng. Chết rồi, ba sắp về rồi. Hôm qua ở siêu thị có mỗi chuyện cái kẹo mà ba đã mắng như thế. Hôm nay chắc ba sẽ đánh đòn mình. Mình phải trốn đi thôi. Na đâu rồi? Mau ra đây. Na, ra đây mau. Ở đâu mà ba gọi mãi không ra? Thế biết là mình sắp nhận được cái gì rồi chứ? Con biết lỗi rồi ạ. Ba đừng đánh con. Của con đây. Ba mua kẹo cho con. Con đang bất ngờ vì không những không bị đánh đòn mà còn được kẹo nữa đúng không? Dạ, hôm qua con chỉ lấy cái kẹo bé xíu mà ba mắng con. Hôm nay con cãi mẹ mà ba không mắng lại cho con kẹo nữa. Nghĩa là tội hôm qua của con đáng đánh đòn hơn hả ba? Đúng, từ giờ con phải ngoan ngoãn hơn nhé. Con nghịch ở nhà cũng là rất hư, nhưng ba có thể tha thứ để con rút kinh nghiệm mà sửa chữa. Còn việc hôm qua con lấy thanh kẹo ở siêu thị là rất đáng trách đấy. Con còn bé, có nhiều điều con chưa hiểu hết, vì thế mới phải không ngừng học hỏi. Bài học hôm qua ba muốn con ghi nhớ là không bao giờ được lấy những thứ không phải của mình. Con hiểu không? Dạ, từ giờ con sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu ba.